đã tạo âm thanh qua một cái phần nhôm phay và họng kèn như thế này, và hỗ trợ là một cái cuộn đồng và một cái những cái tụ để cắt tầng để tạo nên một cái dải trép rất là mịn mà. Và dây nó sử dụng là dây bạc nha, dây bạc. Đấy là cấu hình của em nó. Hello chép pho tách. Và phải cấu hình một cái siêu trép này được tái tạo như thế này, cuộn cản và một cái tụ. Dây là sử dụng dây bạc. Một cặp bộ của nó là gồm hai cái như thế này, các bác để hai bên loa, để phía trên loa hoặc là để ở đâu cũng được. Nó tái tạo tiếng siêu trép rất là hay. 2,8 triệu. Năm trước em cũng phân phối rất là nhiều rồi, ai cũng là phải thích thú, nhiều bác phải lấy 2-3 cặp luôn các bác, tại nhiều bác có hai thái bộ vàng và nhiều bác chơi một bộ vàng tới chơi tới hai bộ luôn nha. Siêu trép nó không có chói tiếng nha bác, siêu trép nó ra tiếng trép rất là mịn. Nếu các bác nào đã nghi qua những dòng siêu trép của những loa cao cấp rồi đấy, là tiếng cái dây trép mịn rất là hay. Và con Fortex này là tái tạo y chang như cái điểm đó các bác, nên mới gọi là siêu trép Fortex Goldwin. Ở phía sau có trạm loa, khi gửi đến các bác là có dây loa kèm theo hết nha. Rồi bác nào mình có nhu cầu về những con siêu trép Fortex này thì liên hệ cho em nha. Rồi em đến những bộ mic dây cho các bác chơi gia đình, đó là dòng AKG660S. Em vẫn tiếp tục đưa về hàng với phụ các bác nha. Và một bộ nó là bao gồm là một tay mic nha. Dòng này thì em test rất là nhiều rồi, tiếng chân thực và khá là hay ở phân khúc chơi gia đình. Các bác muốn cần một con mic xịn ở dưới phân khúc mà vài trăm thì các bác chọn nghe con AKG D660S Edition nha các bác. Gọn gàng, nhẹ nhàng. Và dây là dây kìm theo, khi các bác mua nguyên bộ cả bộ mic là kìm gồm có dây này và tai mic, là bao gồm là dây là dây xịn dây của Mỹ nha các bác, dây Sapphire của Mỹ USA. Dây này thì các bác xài trọn đời luôn, tại dòng cao cấp của Mỹ chuyên cho dây mic nên là độ truyền tải tín hiệu của nó rất là chất lượng và xài là không bị hư như những dòng dây thị trường. Các bác xài vài bữa là nó cứ rụt rè. Còn cái này thì các bác xài thiên thu luôn nha, đồ Mỹ và dây xịn sò nữa. Một bộ này thì em đang bán lỉ là 350.000, dây dài 7m nha. Bác nào cần dây mic thì xịn thì mình là có thể là liên hệ cho em nha. 350.000 dây Sapphire của Mỹ, giá 350.000. Còn các bác lấy nguyên bộ cả mic luôn là 650.000 nha. 650.000 là bao gồm là cả tai mic và dây mic luôn nha, là 650.000 nha các bác, là một bộ như thế này. Còn dây mic là 350.000 nha các bác. Đấy, một bộ cả bao ship là 650.000. Về các bác là hát nghêu ngai gia đình. Và nếu các bác mà nhà một cái phòng các bác không rộng mà mình ngồi gần mic á, thì mình có thể lấy hai bộ. Hai bộ là 1,3 triệu bao ship nha các bác. Hai bộ là 1,3 triệu. Có gì các bác cứ liên hệ cho em nha. Đấy, rồi em về khoảng là 15 cây nha bác. Về khoảng 15 cây AKG D660S. Hàng bãi nha bác, đẹp xuất sắc hết nha. Hàng tuyển chọn hết nha các bác. Độ nhẹ dòng AKG rất là cao, các bác hát rất là sướng, nhẹ nhàng. Về gắn với những con âm ly dân gua đồ, Kali vân vân, và hát với đẩy vang thì quá tuyệt vời rồi các bác. Đấy, cầm rất là sướng nha, gọn gàng. Dòng AKG đẳng cấp rồi. Ở phân khúc bình dân thì mình luôn, các bác chọn AKG là một cái lựa chọn rất tuyệt vời. Xịn sò 650.000 là một bộ bao gồm dây và mic. Còn các bác lấy dây mic rời là 350.000, còn lấy tai mic rời là 350.000 luôn nha, bao ship nha các bác. Tại vì lấy cả cặp như này em bao ship nó tiện, chứ còn lấy tai mic riêng thì 350.000, còn dây cũng 350.000 nha. Đấy, rồi bác nào lấy thì cứ liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Lấy sản phẩm gì nhắn tin cho em tên, địa chỉ, số điện thoại thì em sẽ gửi hàng tận nơi nha. Còn bộ như siêu trép này thì em không cần giới thiệu rồi, em bán rất là nhiều rồi, đợt này về cũng ít hàng để phục vụ các bác. Đấy, cái cấu hình và củ của nó rất là to, hệ thống mà cản âm và tái tạo âm thanh nó hãng Fortex làm rất là tuyệt vời nha các bác, đầy đủ hết, không thiếu gì để các bác một trải nghiệm một chiếc âm tuyệt vời đến từ siêu trép. Giá là 2,8 triệu nha bác. 2,8 triệu là bao gồm phí ship và dây nhựa, về các bác chỉ việc cắm phía sau loa thôi nha. Phân tầng thì nó hãng nó làm sẵn bên trong rồi.